Anna, Hà Nội, Trịnh Thị Ngọ. Giọng nói làm lung lay tinh thần quân đội Mỹ. Ngày 30 tháng 4 năm 1975, bà vinh dự là người được đọc trực tiếp bằng tiếng Anh thông báo với thế giới sự kiện lịch sử của Việt Nam. Sài Gòn đã được giải phóng, đất nước Việt Nam đã hoàn toàn độc lập thống nhất. Hello mọi người, có nghe rõ không? Tôn Khiêm, Quốc Việt, Phương Nga. Nghe rõ không? Tại vì mình đọc được một cái đoạn phim tư liệu này quá hay và quá xúc động. Mình lật đặt lên like để mà nói chuyện với lại những người nói chung là bạn bè, con cháu rồi đấy khái. Bởi vì cái này mình cảm thấy là mình thực sự là xúc động, mình cũng không ngờ ở Việt Nam mình nó có những cái sự hy sinh mà mình cảm thấy là mình cũng không ngờ một người đàn bà, một người phát thanh viên mà có một cái giọng đọc ma quái mà chưa đến nỗi mà đến Mỹ phải. Bởi vậy mình biết thấy là cái dân tộc của mình nó có nhiều cơm không kể nam nữ, và nó cũng có nhiều gương hy sinh mà mình cảm thấy là mình thấy tuyệt vời. Quá hay. Khi mình đọc tiểu sử của cái bà Hoàng Nguyễn Trần Thị Ngọ này, mình biết thấy là khủng khiếp là cái gì, là cái sự gọi là hy sinh mà lớn lao, sự học vấn rồi sự uyên bác rồi giọng đọc tinh thông, giọng đọc rất Mỹ, có nghĩa là họ luyện đến mức độ là người Mỹ bản xứ cũng không có thể nào mình phát giác được là người đó là người Việt Nam, và đã đi vào lòng lính Mỹ, lung lay lính Mỹ mà thấy sự tuyệt vời. Mình coi như vậy mình mới cảm thấy là cái cuộc sống và cái sự của mình nó đối với họ nhỏ bé quá. Đối với mình là, hoặc là những người mình đặt cọc, mình coi mấy ông bài bà này là giống như một người thần tượng mà mình cảm thấy là mình quá nhỏ bé trước họ. Nói như vậy có hiểu không? Bởi vì cái này nếu mà mọi người không ấy thì còn coi lại cái phim, thước phim lịch sử, thước phim tư liệu Hana Hà Nội, Trịnh Thị Ngọ, giọng nói ám ảnh nhất thế kỷ 20 với hàng triệu đến Mỹ đó. Mình coi mình mới thấy là mình rất là kính nể, thán phục, và mình cảm thấy run sợ trước cái sự mà nghị lực của người phụ nữ Việt Nam. Mình cảm thấy hay quá, cho nên bây giờ giật mình ngồi dậy để mà lên một cái like để truyền đạt lại cho con cái. Nói chung là cho đỡ những người có giống như kiểu như là phổ biến cái này vào cho con cái để hiểu rằng ở trong đất nước mình vẫn còn nhiều tất cả những gương hy sinh rất ư là những người mà anh hùng kẻ nam lẫn nữ, nói chung là như vậy. Cũng có rất là nhiều cái phim, những cái thước phim đáng coi và những cái phim tư liệu mình coi và mình cảm thấy là mình hết hồn, và mình vì thấy là ở trong đất nước Việt Nam của mình nó có những cái sự gọi là có những cái sự mà mình chưa bao giờ biết. Nó thẳng này đối với mình thì cái gì nó cũng mới mà khi mình tìm vào mình đọc coi những cái sử của bà Việt Nam mà hiện giờ mà mình đọc không có hết, lâu lâu không có được một bài báo hoặc là một bài gì đó mà mình cảm thấy nó hay, cho nên vì chưa ra mình mới thấy mình thích thú. Không biết có ai giống như tôi không ta, trời ơi, là lạ chứ phải không? Không, cái này một người coi ta cũng chiếu, tại ta hơi tánh ta hơi bất tử mà, bây giờ có một người coi ta cũng chiếu, ta cũng like rồi, tại vì ta thích thú bởi những cái đoạn phim mà mình cảm thấy là mình mới biết, mình cảm thấy tò mò mà cái chuyện đó nó có thật, có nghĩa là cái tư liệu này nó có thật, mình thấy không? Mình thích, mình thích cái thật đó. Và cái thật này nó làm lung lay, tức là làm giảm lòng tin của lính Mỹ trong chiến tranh Việt Nam. Mà mình không ngờ được cái bà này là bà Trần Thị Ngọ này là bà nói tiếng Mỹ lưu loát đến mức độ hồn như người Mỹ không hề biết bà là người Việt Nam, khủng khiếp như vậy.
chính bây giờ tôi qua đây mấy chục năm và tất cả nhiều đứa, những đứa con người ta cũng không đọc được như bạn, có nghĩa là bạn luyện giọng giống y chang như là một người Mỹ bản địa kinh khủng, đầu giọng đọc bao quái đó, mình phục vụ cái đó và gieo vào cái tinh thần của lính Mỹ thời chi thời đó, thời chiến tranh, một cái sự sợ hãi khủng khiếp. Mà có gì đâu, chỉ đọc tin thôi, tin của nước Mỹ, tin lính Mỹ, tin người chết Mỹ, thân nhân gia đình Mỹ, đồ nói chung vậy thôi, không có cái gì gọi là sắc máu cả, nhưng mà làm cho họ run sợ, phải công nhận ghê gớm. Thì mình cảm thấy là mình sợ, mình ở nghĩa là ở bởi vì tí tôi muốn nói cái điều này, tao muốn nói chuyện mà những cái sâu thẳm thôi, chứ còn ba cái chuyện mà lôm côm mà lên mạng mà đi chửi bới nhau, hoặc là ba cái đám vô kiểu vừa suy tạc rồi những cái về dân chủ cội này đó, không xứng đáng, tao không biết tâm tới. Và tao đi tìm hiểu là thế mới biết rằng chúng ta vẫn còn rất là nhỏ nhoi, rất là nhỏ nhoi đối với những gương, những vị nam nữ mà lớp trước hoặc là lớp sau người ta âm thầm ta hy sinh, hoặc là ta âm thầm ta làm những chuyện lớn vậy. Bởi vì tôi thiệt khổ cái này, ở đâu đó trong cái xã hội mình hoặc là ở nước ngoài, cứ họ cứ ngẩn ngơ và họ cứ nghĩ rằng cái người Việt Nam mình nhỏ bé, nhưng họ không ngờ Việt Nam mình làm những chuyện rất ư rộng trời mà họ đôi lúc người ta không biết, họ không biết đó. Mình đi tìm đọc những cái tiểu sử, những cái quyền sử, không phải quyền sử đâu, cái này là những cái tư liệu mà của quân đội, có những cái mà bí mật quốc phòng, những cái đó mà đã qua rồi thì mình mới cảm thấy mình đáng, người Việt mình mới cảm thấy mình quý và mình mới cảm thấy mình thương yêu và mình thấy đáng sợ. Còn ba cái lăng nhăng mà lên mạng mà ồ chửi tay đôi này kia, ô trời cái chuyện đó mà thấy nó xoàng, mà nó tầm thường, mà nó nổi, mà mình ngồi cười bụi á, mình thấy buồn cười. Người Việt Nam đó, những người lãnh đạo và những người mà âm thầm làm những chuyện đại sự, họ đâu bao giờ làm gì đâu, trời ơi khổ lắm. Không lẽ nói hoài, nói dưới hoài hoài. Thật ra đối với những cái chuyện mà lên mạng mà ngồi sủa lẫn nhau rồi các cái rồi cũng như kiểu gì vậy, mà thấy không, tao có để ý, không để tâm. Ok. Ok. Thì chỉ có một cái xúc động nhất thời, cho nên vì đó mình chú lên like thế thôi, chứ không có gì cả. Giờ này thì trái giờ trái giấc, tao ngang ngược lắm. Thật ngang ngược lắm, không ai coi tao cũng lên live bình thường à. Ok thì ok, giới thiệu cho các bạn, các cháu nếu mà được nghe được cái live này thì nên vào YouTube tìm kiếm giai thoại lịch sử gì đó, không biết nữa, cái giờ là Trần Thị Ngọ giọng đọc ma quái gì đó, đại khái vậy. Quá hay, mình thấy mình đọc vậy, mình biết mình mới coi, mình phải đọc vậy, mình phải nghe vậy, thì mình mới cảm thấy là mình quá nhỏ đối với những người mà làm những công chuyện vĩ đại của đất nước mình. Mặc dù ta âm thầm nhưng mà sau này mình mới cảm thấy mình sợ. Bà ấy mất rồi, mất năm 86 tuổi, mất tại thành phố Hồ Chí Minh. Mình nghe mình thấy tội nghiệp, mình gọi thấy thương. Ok, mình xúc động, nói thẳng là vậy, bởi vì mình không nghĩ là có một người phụ nữ mà tài hoa đến như vậy. Ok, mình chỉ lên chút xíu thôi. Bye bye mọi người nha.